không là một nơi, không là một địa điểm và điểm tựa cho những cái chị em mà có thể sản xuất được. Nói đến thì em hơi xúc động một chút. Nếu mọi người cho em một tràng pháo tay để cho em thích ạ. Tôi là Sùng Thị Lan, giám đốc hợp tác xã Mường Hoa. Mường Hoa là một hợp tác xã của người dân tộc thiểu số Mông và Giấy ở thôn Tà Văn Giấy 2. Đến với Sapa, chúng ta rất dễ gặp cảnh người đồng bào đeo bám khách du lịch. Điều này tạo ra ấn tượng xấu trong lòng du khách, nhưng bắt buộc bà con phải làm vậy để tự tìm đầu ra cho sản phẩm của mình. Năm 2008 đến năm 2010, tôi cũng đã từng gom hàng thổ cẩm thủ công về làm tái sử dụng, nhưng đã bị thất bại do không có kỹ năng và bị đóng cửa. Nhưng rồi nhiều bà con vẫn tìm đến tôi để gửi hàng. Thế là tôi lại chăn trở và suy nghĩ, mình cần vượt lên chính mình và làm điểm tựa cho nhiều bà con. Thế là tôi quyết tâm làm lại. Sau một thời gian ấp ủ, hợp tác xã Mường Hoa ra đời và đi vào hoạt động từ năm 2019. Hợp tác xã Mường Hoa là nơi chúng tôi bảo tồn, khôi phục văn hóa bản địa và quảng bá cho bạn bè trong nước cũng như quốc tế. Chúng tôi gìn giữ các nghề truyền thống của bà con người Mông, người Giấy như nghề khâu, thêu, may, nhuộm và dệt. Điểm độc đáo là chúng tôi tái chế các trang phục dân tộc thành những sản phẩm thổ cẩm và góp phần bảo vệ môi trường. Hợp tác xã của chúng tôi còn rất là mới, nhiều người chưa biết đến. Chúng tôi còn hạn chế tiếp cận với công nghệ thông tin và các hỗ trợ mà hiện giờ là thời đại công nghệ rồi. Thật may mắn cho tôi được tham gia khóa đào tạo doanh nghiệp sử dụng Facebook do Hội đồng Doanh nhân Nữ và Facebook tổ chức tại ngay thị trấn của tôi và đã học được rất nhiều kiến thức. Tôi mạnh dạn đưa các sản phẩm của mình lên trang để giới thiệu và chia sẻ các câu chuyện trong sản xuất, ví dụ như các chị em đồng bào làm tấm vải thủ công tỉ mỉ và khó khăn thế nào để các khách hàng tin tưởng và trân trọng những sản phẩm của chúng tôi hơn. Trước đây thì những cửa hàng như chúng tôi thì phải chờ khách tới. Nhưng bây giờ qua Facebook, khách hàng từ khắp nơi chủ động tìm đến và liên lạc với chúng tôi. Các du khách nước ngoài vẫn thường xuyên chia sẻ trang của hợp tác xã Mường Hoa đến bạn bè của họ. Thời gian tới, tôi muốn đẩy mạnh sử dụng Facebook hơn nữa để nhiều khách hàng biết đến thương hiệu hợp tác xã Mường Hoa, nhất là khách nước ngoài, vì đây là những nhóm đối tượng chiếm 80% khách hàng của chúng tôi. Phụ nữ dân tộc ở địa phương tôi còn gặp rất nhiều rào cản định kiến về phụ nữ tự chủ làm kinh doanh. Tôi tin tưởng công nghệ như Facebook chính là nguồn hỗ trợ giúp hợp tác xã chúng tôi ngày một phát triển, từ đó giúp các chị em trong cộng đồng của mình ngày càng tự tin và hạnh phúc, đóng góp thật nhiều điều có ích cho xã hội.